điểm danh tóm tắt 10 trận đánh lớn nhất trong thời đại Tam Quốc. Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi khi nói đến Tam Quốc là nói về một thời kỳ loạn thế, chiến tranh liên miên, khói lửa ngút trời, chết đói đầy đường, dân không còn đường sống. Cũng trong thời kỳ này có tới hàng trăm trận đánh lớn nhỏ với quy mô khác nhau xảy ra giữa các thế lực chư hầu quần hùng nhằm tranh giành địa bàn kiểm soát như Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Mã Đằng, Hàn Toại, vân vân. Sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm danh tóm tắt 10 trận đánh lớn nhất trong lịch sử Tam Quốc theo thứ tự xuất hiện của từng trận đánh. Thứ nhất là trận Giới Kiều. Trận Giới Kiều là trận đánh diễn ra vào năm Công nguyên 191 thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc giữa hai thế lực quân phiệt Viên Thiệu và Công Tôn Toản. Viên Thuật và Viên Thiệu mâu thuẫn với nhau. Thuật mượn quân của Công Tôn Toản cho đi giúp Tôn Kiên đánh bộ tướng của Viên Thiệu là Chu Hân. Công Tôn Việt trúng tên của quân Viên Thiệu và tử trận. Công Tôn Toản hận Thiệu giết em mình. Toản dâng biểu cho Đổng Trác kể tội họ Viên, rồi khởi binh đánh các quận Ký Châu để mở rộng địa bàn. Nhiều nơi bỏ Thiệu hàng ông. Năm 191, Viên Thiệu đánh Công Tôn Toản, hai bên gặp nhau ở phía nam Giới Kiều. Kết quả Viên Thiệu thắng trận, ngăn chặn được thế lực của Công Tôn Toản tiến xuống phía nam. Nhưng chiến tranh giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản vẫn tiếp tục kéo dài đến tận năm 199. Cuối cùng Công Tôn Toản không thể chống cự được nữa, bèn dùng dây thắt cổ giết chết vợ con, các chị em rồi đốt lửa tự thiêu mà chết. Thứ hai là trận Quan Độ. Trận Quan Độ là một trong những trận đánh lớn diễn ra trong lịch sử Trung Quốc vào thời đại Tam Quốc. Vào năm Công nguyên 200 tại Quan Độ thuộc bờ Nam Hoàng Hà giữa Tào Tháo và Viên Thiệu. Nguyên nhân sâu xa của trận Quan Độ là giải quyết cuộc tranh chấp từ lâu giữa hai thế lực quân sự mạnh. Trận thứ ba là trận Trường Bản. Trận Trường Bản là trận đánh diễn ra năm 208 thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc giữa hai thế lực quân phiệt Lưu Bị và Tào Tháo. Trận đánh cũng được đề cập trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Sau khi đánh bại Viên Thiệu, để tiếp tục mở rộng thế lực tiêu diệt các thế lực cát cứ còn lại, Tào Tháo tiến hành Nam Chinh. Mục tiêu đầu tiên ở phương Nam của Tào Tháo là Kinh Châu. Lúc này Kinh Châu hiện nằm trong tay Lưu Biểu. Bên cạnh Lưu Biểu còn có Lưu Bị được giao trấn thủ ở địa đầu Tân Dã. Kết quả hai bên đụng độ tại Đương Dương Trường Bản, Tào Tháo giành chiến thắng, Lưu Bị thua tàn nát. Thắng trận Trường Bản, Tào Tháo kịp thời ngăn chặn Lưu Bị, tiến đến chiếm giữ vị trí chiến lược Giang Lăng để có ưu thế tuyệt đối trong cuộc chiến tranh giành Kinh Châu. Thất bại tại Trường Bản khiến lực lượng Lưu Bị bị tổn hại nặng nề, mất nhiều người và binh khí, quân trang, không còn khả năng đương đầu với đại quân viễn chinh của Tào Tháo. Điều đó khiến Lưu Bị phải cử Gia Cát Lượng sang xứ Giang Đông cầu cứu họ Tôn hợp tác cùng nhau chống Tào. Trận thứ tư là trận Xích Bích. Trận Xích Bích là một trận đánh lớn cuối thời Đông Hán có tính chất quyết định đến cục diện chia bà thời Tam Quốc. Trận đánh diễn ra vào mùa đông năm Kiến An thứ 13, tức Công nguyên năm 208, giữa liên quân Tôn Quyền Lưu Bị với đội quân lấy danh nghĩa là triều đình của Tào Tháo. Trận Xích Bích kết thúc với chiến thắng quyết định của phe Tôn Lưu trước đội quân đông đảo hơn của Tào Tháo. Chiến thắng này đã góp phần củng cố vị trí cho hai chư hầu là Tôn Quyền và Lưu Bị ở hai bờ Trường Giang, đồng thời ngăn cản việc Tào Tháo mở rộng phạm vi quyền lực xuống phía nam Trung Hoa, tạo cơ sở cho sự hình thành hai nước Thục Hán và Đông Ngô. Sau trận Xích Bích, Tào Tháo không bao giờ còn hội đủ một đội thủy binh lớn để tiêu diệt hai đối thủ ở phương nam. Kết quả này của trận Xích Bích đã bước đầu hình thành cho thế chân vạc thời Tam Quốc của ba nước Tào, Ngụy, Thục Hán, Đông Ngô, và vì thế nó được coi là trận đánh có ý nghĩa lớn trong lịch sử Trung Quốc. Sự chia cắt Bắc Nam của lãnh thổ Trung Hoa cũng lần đầu hình thành và kéo dài nhiều thế kỷ sau đó. Thứ năm là trận Đồng Quan. Trận Đồng Quan hay chiến dịch Đồng Quan là trận đánh chiến lược diễn ra giữa quân đội triều đình Trung ương nhà Đông Hán do thừa tướng Tào Tháo thống lĩnh và các quân đội Tây Lương, hay còn gọi là liên quân Quan Trung do các thế lực quân phiệt cát cứ Mã Siêu, Hàn Toại cầm đầu ở vùng Quan Tây, xảy ra vào Công nguyên năm 211 tại thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Trận chiến diễn ra quyết liệt với sự tham gia tham chiến đông đảo của các bên, từ quân số cho đến thành phần chỉ huy. Các đợt giao tranh diễn ra ở nhiều cấp độ, từ những cuộc chạm trán nhỏ lẻ cho đến những trận đánh quy mô lớn. Ở trong chiến dịch này, Mã Siêu đã chỉ huy quân Tây Lương gây ra nhiều khó khăn cho Tào Tháo. Tuy nhiên, bằng những phương án tác chiến hợp lý, Tào Tháo đã từng bước hóa giải được sức mạnh của Tây Lương, giành quyền chủ động trên chiến trường và kết thúc bằng một kế ly gián và thừa cơ đánh bại quân Tây Lương. Chiến thắng này của Tào Tháo có ý nghĩa quan trọng, giúp ông bình định được các thế lực cát cứ ở hậu phương nhà Hán và nhà Ngụy về sau, củng cố được thế lực của mình ở vùng này, chấn áp được các dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc. Trận thứ 6 là trận Tương Dương Phàn Thành. Trận Tương Dương Phàn Thành là trận chiến thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc,
giữa hai phe Lưu Bị, người sáng lập Thục Hán, và Tào Tháo, người sáng lập nhà nước Tào Ngụy, diễn ra vào công nguyên năm 219 tại địa phận nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Trên danh nghĩa, mặt trận Tương Dương Phàn Thành chỉ có sự tham chiến của hai phe Ngụy Thục, nhưng có tác động gián tiếp không nhỏ của phe Ngô trong việc chi phối kết quả trận đánh. Kết quả của trận chiến là việc Bắc tiến đánh Ngụy của phe Thục thất bại nặng nề. Chủ tướng cầm đầu chiến dịch, đồng thời là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử thời Tam Quốc là Quan Vũ, sau thất bại tại trận này, tiếp tục bị đòn đánh tập hậu của quân Ngô tại căn cứ và cuối cùng bị tiêu diệt. Thứ bảy là trận Di Lăng. Di Lăng là trận chiến giữa Thục Hán và nước Đông Ngô vào công nguyên năm 221 cho tới năm 222, thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Đây là cuộc chiến đầu tiên nổ ra sau khi ba nước Tào Ngụy, Thục Hán và Đông Ngô chính thức hình thành. Thục và Ngô đã có một thời gian liên minh cùng chống Tào Ngụy hùng mạnh ở phương Bắc, nhưng vì việc tranh chấp địa bàn chiến lược Kinh Châu khiến liên minh hai nước dần dần rạn nứt. Sau một vài xung đột nhỏ đã xảy ra việc Đông Ngô đánh úp chiếm hết phần Kinh Châu của Thục, dẫn tới cuộc chiến quy mô lần này. Kết quả của trận chiến là quân Thục của Lưu Bị bị thua thảm hại trước quân Đông Ngô. Thất bại Di Lăng là một đòn nặng nề đối với cá nhân của Lưu Bị và chính quyền Thục Hán mới thành lập, là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử quân sự chính trị của nhà Thục Hán. Thất bại này khiến Kinh Châu không thể khôi phục và Long Trung đối sách của Gia Cát Lượng vạch ra không còn khả năng thực hiện được. Phần Kinh Châu thuộc Thục bị mất vào toàn bộ tay Đông Ngô, không khôi phục được. Địa bàn Kinh Châu chỉ còn do Ngô và Ngụy chia nhau nắm giữ, trong đó Đông Ngô chiếm phần lớn ở phía nam. Và cũng từ thất bại này, Lưu Bị đã lâm bệnh rồi mất một năm sau đó, tức vào công nguyên năm 223. Thứ 8 là chiến dịch Nam Trung. Chiến dịch Nam Trung hay còn gọi là Gia Cát Nam Trinh hay Thất Cẩm Mạnh Hoạch là tên gọi của chiến dịch tấn công vào vùng Nam Trung do Gia Cát Lượng chỉ huy vào năm 225 trong thời kỳ Tam Quốc của lịch sử Trung Quốc. Chiến dịch này nhằm dập tắt những mầm mống phản loạn gây hại đến nhà Thục Hán và cũng chuẩn bị một bước cho các chiến dịch Bắc phạt. Sau khi Mạnh Hoạch thần phục thì các thế lực phản loạn ở miền Nam cũng nhanh chóng lần lượt quy hàng. Trong vấn đề có cần thiết hay không để Hán quan Hán binh ở lại cai trị dân tộc thiểu số, Gia Cát Lượng đã căn cứ vào tình hình thực tế là không để binh lính và qua lại ở lại cai trị, cho nên đã thu được kết quả tốt đẹp. Kỳ cương được thiết lập, dân tộc thiểu số và người Hán cùng chung sống yên bình. Thứ 9 là Lục Xuất Kỳ Sơn. Chiến tranh Thục Ngụy hay còn gọi là Gia Cát Lượng Bắc phạt hoặc Lục Xuất Kỳ Sơn là một chiến dịch quân sự do quân Thục Hán tấn công vào Tào Ngụy từ năm 228 đến năm 234 trong thời kỳ Tam Quốc của lịch sử Trung Quốc. Chiến dịch này do thừa tướng nước Thục là Gia Cát Lượng đích thân chỉ huy và tấn công vào biên giới phía tây của Tào Ngụy. Mục tiêu chiến lược của Thục Hán là tấn công và chiếm Trường An, cố đô của nhà Tây Hán và là trung tâm phía tây của Tào Ngụy. Chiếm được Trường An, Thục Hán sẽ có thêm nhiều vùng đất rộng lớn và trù phú, đồng thời sẽ có bàn đạp quan trọng để tấn công tiếp về phía đông, hướng về kinh đô của Tào Ngụy là Lạc Dương. Nhìn chung, kết cục chiến dịch không như kế hoạch đề ra của quân Thục, mà kiến trúc sư trưởng là Gia Cát Lượng. Quân Thục đánh thắng nhiều trận và tiêu diệt được nhiều lực lượng địch, nhưng phần vì tiếp tế lương thảo của quân Thục khó khăn, phần vì quân Ngụy đông hơn lại cố thủ không ra đánh, nên trước sau quân Thục đều phải lui binh khi chưa đạt được mục tiêu cuối cùng. Tuy nhiên, trước sau mấy lần Bắc phạt đã làm rung chuyển rất mạnh Đông Ngụy, đồng thời mở ra điều kiện để cho cha con Tư Mã Ý nổi lên nắm binh quyền và tiến tới cướp ngôi của nhà Tào Ngụy. Và cuối cùng là trận chiến thứ 10, Kiểu Phạt Trung Nguyên. Chiến tranh Thục Ngụy giai đoạn 247 đến 262 hay còn biết đến với tên gọi là Kiểu Phạt Trung Nguyên là một loạt các chiến dịch quân sự có quy mô vừa và nhỏ diễn ra chủ yếu trên biên giới lãnh thổ của nhà Tào Ngụy do tướng nhà Thục Hán là Khương Duy chỉ huy, phát động từ năm 247 đến năm 262 trong thời kỳ Tam Quốc của lịch sử Trung Quốc. Những cuộc tấn công của quân Thục Hán cuối cùng phải bị hủy bỏ do nguồn cung cấp lương thảo cho các chiến dịch bị đứt đoạn, không cung ứng đủ cho đoàn quân cũng như những thiệt hại về nhân sự trên chiến trường. Nhìn chung, chiến dịch đã thể hiện sự quyết tâm của danh tướng Khương Duy trong việc kế tục ý chí Bắc phạt của Gia Cát Lượng. Tuy nhiên, diễn biến toàn cục không đạt kết quả, đồng thời đã làm cạn kiệt nhân tài, vật lực của Thục Hán, dẫn đến nhà Thục Hán ngày càng suy yếu và dẫn tới sự sụp đổ hoàn toàn của nhà Thục Hán vào năm 263.